Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bộ chẽn. Bộ chẽn này vị trí nằm phía bên tay trái và nó biểu hiện liên quan tới một loài sâu. Loài sâu này là một loài sâu không chân. Tiếp theo thì cách viết chuẩn thì mình sẽ sử dụng con dấu ở đây. Mình sẽ chấm một cái như thế này. Phóng to màn hình ra cho các bạn xem nhé. Các bạn sẽ sử dụng con dấu, các bạn để một bên tay phải. Sau đó là thước để bên tay trái này thì dễ đo đạc hơn này. Đấy, các bạn có nhìn rõ không? Có bạn nào chưa có dấu không? Bộ chẽn này được viết dạng như kiểu là lá giống bộ khuyển ở phía bên dưới nhỉ. Bên trên này nó sẽ có thêm hai nét phẩy ngắn và một nét chấm này nữa. Nó được chồng lên trên như này, được viết khá là khó. Bộ này sẽ nằm phía tay trái là nhiều. Là mình sẽ viết nó nằm phía tay trái nhá. Một nét phẩy ngắn này, được viết cao lên trên như này, ngắn thôi. Chấm này, chấm này. Tiếp theo một nét phẩy ngắn thứ hai, thua nét phẩy ngắn thứ nhất một tí về đoạn đầu nhưng mà nó được viết dài hơn một tí nhá. Đây. Đấy, được viết dài hơn một tí. Sau đó này là kéo cho mình một cái nét cong móc từ trên cong nhẹ xuống phía dưới như này, móc nhẹ từ dưới móc nhẹ trên, đánh cho mình có nét phẩy ngắn được viết đi song song với này cái nét phẩy ngắn thứ hai này nhá. Đấy, được viết như thế này. Chúng ta tiến hành đo. Rồi, nó cũng gọi là tương đối. Đấy, nó cũng gọi là tương đối nhá. Tiếp theo thì với cái bộ chẽn này thì các bạn thấy là nó nằm phía bên tay trái này. Đấy. Thế thì ở đây thì mình sẽ phân tích thì ở đây nó có khá là nhiều nét phẩy. Tất cả các nét phẩy ngắn này các bạn đều viết cho mình có được cái tỷ lệ là hướng đi đều nhau nhá. Đi đều nhau như thế này này. Tức là nó đi song song với nhau ấy. Đấy, xong rồi nó ở giữa cái nét phẩy ngắn thứ hai này. Nó gần như ở phần phía đuôi này, viết cho mình một nét cong móc xuống. Thì cong móc này viết ngắn thôi, đừng viết dài quá. Vì kéo xuống dưới thì chúng ta sẽ tính từ kích cỡ từ đoạn đầu của nét phẩy ngắn này tới đoạn đuôi của nét cong móc này cơ mà. Đấy, đánh cho mình các nét phẩy ngắn đi song song với nhau đều nhau như này được nhá. Bây giờ mình sẽ viết sang cái phần chữ Hán. Mình viết thử cái chữ này xong các bạn đoán xem nó là chữ chữ gì. Đấy, nó nằm phía tay trái này nhá. Như thế này. Sau đấy là mình sẽ viết một bộ phía bên tay phải có bộ đao. Ở dưới là một bộ khẩu. Các bạn thử đoán xem đây là chữ Hán gì.